Trưa nay 25 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân 91 phi công người Anh vẫn còn hôn mê, đang được giảm liều thuốc an thần, ngừng thuốc giãn cơ mạch và huyết áp ổn. Bệnh nhân tiếp tục thở máy và ECMO, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. Lưu lượng máu ECMO còn cao. Bệnh nhân 91 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 3 và đến ngày 22 tháng 5 thì chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị nội khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn và các bệnh lý nền để tiến đến quá trình ghép phổi khi đủ điều kiện. Hôm nay, Bộ Tài chính vừa ra thông báo hỏa tốc về việc hoàn thiện chính sách tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, trong thông báo hỏa tốc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm nhanh chóng hoàn thiện dự thảo nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong tháng 5 năm 2020. Theo thông báo này, dự thảo mới cần theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm. Sáng nay ngày 22 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một ghe gỗ đi từ hướng Campuchia về Việt Nam trái phép. Trên phương tiện có 3 người, gồm ông Võ Văn Sáng, sinh năm 1963, bà Trần Thị Ni, sinh năm 1966 và Nguyễn Chí Bảo, sinh năm 2002, cùng ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cả ba khai nhận ngày 21 tháng 5 không làm thủ tục xuất nhập cảnh và trốn qua Campuchia vào ban đêm để bán muối. Sau khi bán xong thì lén lút quay trở về Việt Nam. Hiện tổ công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt số tiền 4 triệu đồng một người, đồng thời phối hợp địa phương đưa đi cách ly tập trung. Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố và các tỉnh phía Nam đang vào mùa mưa, đây là thời tiết thuận lợi cho loang quang phát triển, bùng phát dịch sốt xuất huyết. Trong tuần 21, toàn thành phố ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 9 phường xã thuộc 6 trên 24 quận huyện, giảm 3 ổ dịch so với tuần trước đó. Ngành y tế cũng tiến hành phun hóa chất tại 19 ổ dịch nhằm tránh nguy cơ bùng phát dịch diện rộng. Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế địa phương tích cực điều tra ca bệnh, xác định ổ dịch hàng ngày. Đặc biệt, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết của các cơ sở giáo dục, ký túc xá trên địa bàn. Sáng nay ngày 25 tháng 5 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Thụ, 41 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, Thụ và chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt, 38 tuổi, chủ một tiệm hoa tươi ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, có tình cảm yêu đương. Đầu tháng 10 năm 2018, chị Nguyệt nhiều lần đòi chia tay nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2018, Thụ mang theo 2 lít xăng đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt để giải quyết. Lúc này chị Nguyệt cùng con gái là Nguyễn Phương Uyên sinh năm 2003 và một người làm thuê là Nguyễn Thị Vân sinh năm 2000 đã đóng cửa đi ngủ. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau, Thụ đột nhập vào cửa hàng, đổ xăng ra sàn rồi gọi chị Nguyệt dậy để nói chuyện. Tuy nhiên giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã nên Thụ đã châm lửa đốt. Hậu quả Uyên và Vân tử vong, chị Nguyệt bị bỏng độ 2-3 ở vùng thân mình và tứ chi, tỷ lệ thương tích 58%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ tử hình về tội giết người, 3 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản, tổng mức án phạt bị cáo Thụ phải lãnh là tử hình. Sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đóng tại Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã phát hiện tàu Siam Varik vận chuyển khoảng 1,7 triệu lít dầu DO. Ở vị trí cách Côn Đảo khoảng 90 hải lý, tàu này do ông Phirom Suphan, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng. Khi bị kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ của số dầu có giá khoảng 15 tỷ đồng. Bước đầu, ông Phirom Suphan khai nhận đưa dầu vào vùng biển Việt Nam để bán và thừa nhận việc mình đưa dầu trên tàu vào vùng biển Việt Nam để chuẩn bị giao dịch là hoàn toàn sai với pháp luật quốc tế và Việt Nam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cùng ngày, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 16 người để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong những người bị tạm giữ có Thượng úy Nguyễn Tất Thắng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa. Trước đó, cảnh sát ập vào tầng 3 một căn biệt thự ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, phát hiện 16 người đang nhảy múa, nghi vấn dùng chất cấm. Kết quả test nhanh cho thấy 14 trên 16 người dương tính với ma túy, trong số đó có Thượng úy Nguyễn Tất Thắng. Qua điều tra, Hoàng Văn Đông, 37 tuổi, được xác định là người đứng ra tổ chức sử dụng ma túy nhằm chia tay Đông đi chấp hành án tù.
Hiện Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Tất Thắng, giao cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, sau thời gian tạm ngừng các hoạt động văn hóa giải trí do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuối tuần qua các sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sáng đèn trở lại trong niềm vui mừng của nghệ sĩ lẫn khán giả. Trong tháng 5 này, nhiều sân khấu đã có các chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khán giả trở lại rạp. Theo thống kê, đa phần các suất diễn đầu tiên của các sân khấu sau khi sáng đèn trở lại đã bán gần hết vé. Sân khấu kịch Hồng Vân tổ chức đêm diễn đặc biệt mừng sân khấu hoạt động trở lại, đồng thời mừng sinh nhật bà bầu Hồng Vân với vở Mẹ và Người Tình. Cái đón nhận của khán giả về cái những cái vở chính kịch á, tự dưng rất nồng nhiệt á, làm cho mình xúc động với sợ luôn, và mình nói là mình mừng và mình cảm thấy phấn chấn và có một cái động lực. Để thu hút khán giả trở lại với rạp, sân khấu nhỏ 5B có chương trình giảm giá tháng 5 này. Cụ thể giảm 10% trên mỗi vé, mua gói 5 vé giảm 15%, mua gói 10 vé giảm 30%, học sinh sinh viên và giảng viên giảm 50% giá vé. Ngoài ra, các sân khấu IDCAP, Hoàng Thái Thanh, Minh Nhí cũng đưa lên sàn tập những kịch bản mới để phục vụ khán giả trong thời gian tới. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái có ý định nhảy cầu nhưng được người dân ứng cứu kịp thời. Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra tại cầu Phố Lu, Lào Cai chiều ngày 24 tháng 5. Cô gái áo vàng trong video được cho là đã đứng trên trụ điện ở lan can cầu trong nhiều giờ liền và có ý định tự tử. Dù đã được người dân tích cực can ngăn nhưng cô gái không nghe, sự việc đã thu hút sự chú ý của hàng trăm người đi đường. Sau đó, một thanh niên nhanh chóng ôm lấy cô gái và nhiều người khác hỗ trợ kéo người này vào an toàn. Hiện chưa rõ vì sao cô gái lại có hành động như trên. Một clip tai nạn giao thông do camera an ninh ghi lại đang gây chú ý tại Bình Phước. Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 23 tháng 5 tại quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Cụ thể, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe ba gác chạy với tốc độ khá cao. Chiếc xe này sau đó lấn làn rồi đâm trực diện một xe tải chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến người đàn ông trên xe ba gác tử vong ngay sau đó.